Đây là một cái thành quả giăng lưới của một buổi sáng. Cá này là cá du tự nhiên đó, chính cống Cà Mau đó. Được có nhiêu ký? Ký cá đối bự đấy, hoài luôn. Giá của năm 2018 giờ còn 2018. Cá này là nướng nè, rau gừng lá cách rau mơ nữa nè. Hãy đợi đấy, giới thiệu với các bạn đầy đủ luôn. Cá đối nè, con cá đối này 600 gram, cá là măng ra là trứng không. Nhiêu đây thì lưới bao lâu cha? Nửa tiếng. Nhiêu đây là lưới nửa tiếng. Đây là một cái đám hẹ được trồng ở vườn nha. Bà ngoại sinh thái được chấp nhận. Xong rửa nước mưa luôn. Rất sinh thái luôn. Con cá này tự nhiên hơn con cá này thua luôn.
này thì phải chơi với một chai rượu hoành tráng mới được. Chặt. Nước này, hồ này gọi là hồ quá bén. Nè, ra đây coi. Gì đây? Đập đi. Đập đó. What's this? Cho chạy dơ đó. It's kind cocking. Dừa. Dừa đâu mà dừa? Củ sắn. Sắn á. Cái củ sắn. Có mùi bé, có rượu ngon. Không phải rượu ngon hả? Rượu này không ngon thì rượu nào ngon con? Cái rượu ngon ở trên cái cơm. Vậy hả? Cái bát ở trên cái cơm hả? Úc rót cho cha ly rượu coi. Anh thật sự Sĩ mẹ nó rồi. Sao? Cho nó ăn đi. Cho nó ăn cá luôn nè. Thôi thử quấn lại. Cái tay bỏ chiếc đòi đũa xuống mới đúng. Trời ơi, cái tay da đen thương bây giờ. Mới đúng, điệu giỡn. Nào ăn cá này phải uống với một cái chai rượu này như thế này mới được. Rồi rồi, chấm muối tiêu hay muối ớt cha? Chấm muối ớt nha, phải chấm muối ớt mới được đó. Rồi vô đi cha. Wow, sao cha nhất ly rượu cha. Cha thử một ly rượu với nồng độ axit cân bằng à. Wow. Ôi sao cha thấy rượu Tây với rượu ta thấy có khác nhau không? Rượu này chát nhiều quá. Chát nhiều quá hả? Chát nhiều quá hả? Nào Úc, quất miếng nữa để cho nhận xét coi nào. Nào lá cắt nè, rồi nhưng mà này ai nói chuyện lá lụa nè, sao út út ly rượu út. Thấy sao ô kiểu này được đấy, rồi nhấp tiếp.